Trending video. Thảo Doanh nè, anh đã nhờ bạn mua được vé cho em rồi, gửi qua điện thoại rồi đó. Thật sao? Anh tốt quá đi. Em mau coi đi. Tại sao chỉ có một vé vậy? Chứ em cần mấy vé? Anh không đi với em à? Ê, trời ơi, tạm thời không biết hôm đó anh có hợp hay không. Cho dù hôm đó có rảnh, anh cũng không thích coi thể loại đó. Nhưng mà em muốn anh đi coi chung với em. Nhưng mà anh thật sự không muốn đi mà. Ê, ngoan, em đi một mình ha. Em coi xong rồi thì anh qua đón em. Alo, anh nghe điện thoại cái đã. Trời ơi, cô bé tội nghiệp đáng thương. Ông chồng giỏi giang của em lại làm em không vui hả? Chị Tình Tình à, em thật sự không chịu nổi với cuộc sống khô khan nhàm chán vô vị như bây giờ nữa. Sao chị? Em muốn biến cuộc sống này thành phim buồn luôn hả? Không có mà, em chỉ cảm thấy sống cùng với anh ấy thật sự chẳng có gì thú vị. Biến cuộc sống thành phim kiếm hiệp, ngày nào dung đao múa kiếm cãi nhau ầm ĩ mới gọi là thú vị, có đúng không? Cũng không phải như vậy. Thật ra Dân Thân là một người rất tốt, nhưng em cứ có cảm giác hình như anh ấy không để ý tới em từ sáng tới tối. Sống chung nhà nhưng mà nói với em chỉ được vài câu, nói tới công việc thì chẳng đâu vào đâu hết. Hai người sống chung với nhau nên nhân nhượng hỗ trợ nhau, nhưng mà không thể lúc nào cũng là em nhân nhượng anh ấy. Hôm nay em kêu anh ấy đi coi hòa nhạc chung với em, anh ấy lại không chịu đi. Đôi lúc em có cảm giác thật sự em giống như một con thú cưng mà anh ấy nuôi. Anh ấy thấy vui thì chủ động dỗ về em, còn lúc anh ấy bận thì chẳng để tâm gì tới em hết. Ôi trời, làm cho cô bé tội nghiệp của chúng ta uất ức rồi. Chị hiểu em, nhưng mà chị thấy em vẫn là một cô bé chưa trưởng thành. Là sao vậy chị? Trong tình yêu em vẫn còn rất quan tưởng và ham muốn đó. Nhưng muốn giữ được hôn nhân bền lâu thì tình yêu chỉ là một then chốt nhỏ không quan trọng trong cuộc sống. Không tin em về hỏi ba mẹ em đi, họ nhờ vào cái gì mà sống tới bây giờ? Là cơm áo gạo tiền hay là em muốn anh chiều? Nếu em muốn được yêu thì em không nên tìm kiểu đàn ông sự nghiệp giống như Triệu Dân Thân. Bởi vì kiểu đàn ông đó có thể cho em cuộc sống tốt, nhưng không chắc có thể cho em một tình yêu đường mật lúc nào cũng ở bên cạnh. Nhưng em lại muốn có được cuộc sống, còn có được tình yêu nữa. Ôi trời, có phải em quá tham lam rồi không? Em chỉ là muốn anh ấy quan tâm tới em, như vậy là tham lam sao? Em muốn chinh phục loài đàn ông này không? Ít nhất là em không thích thái độ bây giờ của anh ấy. Vậy thì để có thai. Có thai sao? Đàn ông có lạnh lùng cỡ nào khi nhìn thấy con của mình đều sẽ thương liền. Chị thấy kiểu người như Triệu Dân Thân chắc là một người cha tốt. Nếu em mang thai con của anh ta thì anh ta nhất định sẽ chiều theo ý em. Có thai bây giờ hả? Ừ. Em suy nghĩ kỹ đi. Dân Thân. Ừ? Em muốn có một đứa con. Được mà. Thật à? Ừ. Nếu em thích có con thì đăng ký kết hôn trước, rồi em dọn lên lầu ở với anh luôn. Thật sao? À đúng rồi, Tử Hy du học xong rồi, hình như nó không thích cuộc sống ở nước ngoài nên nó định sẽ về nước học đó. Ý anh muốn nói là Tử Hy sắp về rồi? Đúng vậy. Vậy sao anh không nói sớm cho em biết chứ? Bây giờ anh nói thì cũng đâu có trễ đâu. Nói sớm để em còn chuẩn bị tâm lý nữa. Em cần chuẩn bị cái gì? Trước kia em là cô giáo của nó, bây giờ em sắp trở thành mẹ kế của nó. Tụi em còn phải sống chung với một mái nhà, như vậy thì ngượng lắm đó. Với lại con của anh sắp về rồi, sao chúng ta có con được hả? Chuyện này có gì đâu mà ngượng, nói về thì cứ về, chúng ta có con thì có con thôi. Con gái lớn của anh sắp về rồi, anh lại bận bịu công việc, anh làm gì còn tâm trí, còn thời gian để có con với em. Sao mấy chuyện này đúng là anh chưa nghĩ tới hả? Với lại Tử Hy về đây rồi,
Chúng ta mà có con sống với nhau sẽ ngượng lắm đó. Từ xưa mẹ kế đã khó lắm rồi, nếu lúc này chúng ta còn có con, anh có thể đứng ở giữa cân bằng không? Cảo Doanh nè, những gì em nói nghe rất có lý, nhưng mà chuyện này bây giờ anh thật sự không biết phải làm sao đây. Anh sẽ cố gắng để được công bằng cho cả hai luôn, được không?